Cái bóng hoa gạo. Mẹ đã mây, con dậy rồi. Lúc nào thì được ăn sáng ạ? Hoa gạo, mới sáng sớm ra, đừng có sủa ầm ĩ. Kẹo bông, đi lại không nhấc chân không phải là thói quen tốt đâu. Thế thì có sao chứ, con sẽ không ngã đâu. Hoa gạo, đi lại phải cẩn thận chứ. Bánh mì kẹp mẹ đám mây làm ngon quá. Trời ơi, kẹo bông, ăn uống phải đàng hoàng. Không được phát ra tiếng động lớn như vậy, thế là mất lịch sự. Thế thì có sao chứ, còn có phải tham gia yến tiệc của hoàng tử đâu. Còn bé này, phải học quy củ cẩn thận mới được. Hoa gạo, cậu phải cẩn thận đó, không được làm đổ tòa lâu đài của mình đâu. Đợi mình chơi xong khối gỗ sẽ chơi bóng với cậu. Sao chú giao hàng vẫn chưa tới nhỉ? Chú giao hàng ư? Kẹo bông, con đang đợi giao hàng sao? Đúng ạ, bố Trời Xanh gọi điện nói gửi quà cho con. Hôm nay sẽ giao hàng tới. Hai đứa này thật là... Sao bây giờ chú mới đến vậy? Xin lỗi nha, hôm nay nhiều hàng quá. Thật đúng là cháu sốt ruột lắm rồi đó. Kẹo bông, nói chuyện không được mất lịch sự như vậy. Không sao, không sao. Vậy thì làm sao chứ, con sốt ruột mà. Người ta sốt ruột chết đi được. Hoa gạo, không thể sủa ầm ĩ dọa người khác như vậy. Mẹ đám mây, hoa gạo làm sao vậy? Bình thường nó có như vậy đâu. Hoa gạo đều học theo con đó. Học con ư? Hoa gạo giống như cái bóng của con vậy. Con làm cái gì, nó sẽ học theo cái đó. Vậy sao? Đúng vậy, không tin con nhìn đi. Con bày vừa đồ chơi ra không dọn. Hoa gạo cũng học theo con. Hoa gạo, cậu thực sự đang học theo mình hả? Trời ơi, thì ra con đã làm gương xấu. Phải làm sao đây? Mẹ đám mây, mẹ có cách gì không? Rất đơn giản, con làm cái gì, cái bóng sẽ làm theo cái đó. Ồ, con biết rồi, hoa gạo là cái bóng của con. Hoa gạo nhìn đi, phải gấp chăn lại, như vậy giường mới gọn gàng. Giỏi lắm. Hoa gạo, khi ăn phải nhai kỹ, nuốt chậm, nếu không sẽ đau bụng đó. Hoa gạo, cậu giỏi quá. Tiếp theo, mình phải thu dọn đồ chơi lại gọn gàng. Hoa gạo quả nhiên là cái bóng của mình. Thật thông minh, dọn dẹp giỏi lắm. Kẹo bông, hoa gạo, hai đứa đều là những em bé giỏi nhất nhà. Đúng vậy, bọn con thật là siêu.
những cô bé khác nhau. Quả táo nhỏ chơi đàn giỏi quá. Cảm ơn cô đám mây. Quả táo nhỏ, cháu vào bếp trước đi, để cô ra sân gọi kẹo bông và đầu to. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Xem anh đây. Kẹo bông, con đầu to, ăn cơm nào. Em mới giỏi chứ, hôm nay có nhiều món. Mẹ ơi, cơm ngon quá. Kẹo bông, con ăn chậm thôi. Lúc ăn cơm không được phát ra tiếng động lớn như vậy. Thế không hay đâu. Quả táo nhỏ, con đầu to, hai cháu ăn nhiều vào nha. Cảm ơn cô. Dừng lại, kẹo bông. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, phải rửa tay trước rồi mới được ăn. Mẹ ơi, con đói lắm. Kẹo bông, con làm sao mà bẩn vậy? Con chơi mệt rồi, con đói lắm. Con giống như là chú khỉ ở bẩn vậy. Sao có thể chưa rửa tay đã ăn chứ? Con gái phải dịu dàng, sạch sẽ một chút, như vậy mới tốt. Con là con gái mà. Con là con gái cực giỏi. Con gái phải giống như quả táo nhỏ kia kìa. Dịu dàng, nhẹ nhàng, ăn cơm phải từ tốn, quần áo phải sạch sẽ. Bắt đầu từ hôm nay, con phải học theo bạn ấy, trở thành con gái giống như bạn ấy. Chúng ta bắt tay từ việc thay đổi thói quen ăn cơm nha. Kẹo bông, ăn chậm thôi. Kẹo bông, ăn cơm phải ăn miếng nhỏ thôi. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày nhất định phải tập đàn mấy tiếng. Mẹ ơi, vậy làm sao con đi đá bóng được? Lúc nào cũng đá bóng. Sao con lại thích trò chơi của con trai như vậy? Con nên giống như quả táo nhỏ, làm những chuyện của con gái. Ví dụ như... Kẹo bông, gọi các bạn ra ăn hoa quả đi. Ăn hoa quả thôi. Cảm ơn cô. Kẹo bông, mấy hôm nay mẹ dạy con thế nào? Con quên rồi hả? Con nhìn xem, quả táo nhỏ làm như thế nào? Mẹ ơi, con là một cô bé khác biệt. Mẹ nhìn đi, miệng con lớn gấp đôi người bình thường. Còn ấy hả? Nhiều lý do lắm. Mọi người mau nhìn lên nha. Chết rồi. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Mẹ đám mây, anh đầu to, hai người mau tới giúp. Quả táo đỏ, cậu giúp mình vào phòng khách lấy băng keo lại đây. Được. Chỗ này... Xin lỗi, xin lỗi. Không sao đâu, chỗ này trơn quá, mình không trách cậu. Quả táo nhỏ, cậu giúp mình quấn băng keo vào. Được. Mình không làm được. Quả táo nhỏ, cậu có thể làm được. Nào, cậu quấn vào chỗ này. Quả táo nhỏ, cố lên. Wow, quả táo nhỏ, cậu làm tốt lắm. Chúng ta thành công rồi. Kẹo bông, con đúng là một cô bé khác biệt. Đúng thế, con là cô bé tài giỏi mà. Mẹ ơi, con sai rồi. Sau này con sẽ tự tốn hơn. Mẹ không mắng con hả? Kẹo bông, mẹ phải xin lỗi con. Mấy hôm nay mẹ cứ ép con biến thành kiểu của người khác. Là mẹ sai rồi. Con là một cô bé khác biệt, có đặc điểm khác biệt. Sau này mẹ sẽ không ép con biến thành kiểu người khác nữa. À, mẹ đám mây, con bẩn như vậy, cũng muốn mẹ bị bẩn giống con hả? Mau theo mẹ đi tắm. Chiều hơi cô đơn.
Hờn quá. Trời xanh và kẹo bông đều không có nhà. Đúng là một buổi chiều thoải mái hiếm có. Có điều hình như thiếu cái gì đó. Vừa nghe nhạc vừa uống trà thật thoải mái. Còn bé kẹo bông này còn nghịch ngợm hơn cả con trai nữa. Chỉ cần nó ở nhà lúc nào cũng ầm ĩ. Có điều trong nhà bỗng nhiên chỉ còn một người. Thật sự có chút không quen. Mẹ ơi! Cũng không biết kẹo bông và bố trời xanh đi du lịch với cơ quan có vui không? Giờ hai bố con đang tắm biển hay leo núi nhỉ? Không nghĩ nhiều nữa. Tận hưởng thời gian nhàn rỗi hiếm có của mình thôi. Alo, mẹ đám mây đó hả? Mẹ đám mây là con nè. Kẹo bông, chơi có vui không? Vui lắm, mẹ thì sao? Mẹ hả? Ngồi uống trà đọc sách thôi. Mẹ đám mây đừng ngồi đó nữa. Trời nở gió rồi, búp bê của con vẫn đang mặc váy. Mẹ giúp con đắp chăn cho búp bê được không? Đắp chăn cho búp bê ư? Đúng vậy, nếu không bạn ấy sẽ bị cảm mất. Như vậy sẽ phải tiêm, phải uống thuốc nữa. Được được, giờ mẹ đi đắp chăn cho búp bê. Cảm ơn mẹ đám mây. Còn bé kẹo bông này. Được rồi, như vậy lúc kẹo bông về sẽ yên tâm. Kẹo bông nói trời nổi gió rồi. Trời ơi, không biết hai bố con có mang áo khoác không? Mình không nhắc nhở thì cũng không biết mang đi. Thật khiến người khác không yên tâm. Không suy nghĩ nữa, phải tận hưởng thời gian một mình nghỉ ngơi uống trà thôi. Thời tiết dễ chịu thế này rất thích hợp để ngủ một giấc. Kẹo bông hả? Mẹ đám mây có đó không? Hôm qua con hứa với quả táo nhỏ cho mừng kẹp tóc thủy tinh. Lát nữa quả táo nhỏ sẽ đến nhà mình lấy. Mẹ giúp con đưa cho bạn ấy nha. Kẹp tóc thủy tinh của con ở đâu? Lắm việc quá đi mất. Cái kẹp tóc thủy tinh đó rốt cuộc ở đâu nhỉ? Nhất định là ở đây. Cảm ơn cô đám mây. Chào cô ạ. À, không có gì, hôm khác tới chơi nha. Tạm biệt. Muốn ngủ cũng không được. Hay đi làm ít đồ ăn vặt vậy. Cuối cùng có thể yên tĩnh hưởng thụ bữa trà chiều rồi. Mẹ đám mây, trên người hoa gạo có bọ chét đó. Đừng quên bôi thuốc nha. Hoa gạo có bọ chét ư? Vâng ạ. Cẩn thận đừng để bọ chét đốt mẹ. Thuốc để ở đâu? Ở dưới bàn trà trong phòng khách. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. À, tìm được rồi. Hoa gạo, mau tới đây. Hoa gạo, đứng lại. Hoa gạo, đứng lại cho ta. Lần này ngươi không chạy được đâu. Bị bệnh thì phải mau chóng chữa trị. Tưởng là một buổi chiều nhàn rỗi, hóa ra lại bận như vậy. Kẹo bông, con không chơi cùng bố, sao mà lắm chuyện thế hả? Hả? Tiếng gì vậy? Mẹ đám mây. Mưa to thế này con sợ mẹ ở nhà một mình sẽ sợ, nên gọi điện thoại để nói chuyện với mẹ. Mẹ đừng lo, mai bố con sẽ về. Kẹo bông, trời mưa đừng để bị ướt nha. Ở nhà vẫn đang nắng to lắm. Vậy sao? Thì ra ở nhà trời nắng hả? Vậy là con yên tâm rồi. Cha mẹ nha, thì ra là đang lo cho mình. Bọn con sắp ăn tôm hùm đây. Mẹ đám mây nhớ ăn cơm nha. Con gái ngoan quá, ra ngoài chơi vẫn nhớ tới mẹ. Điện thoại thật đáng sợ.
Kẹo bông, con đừng chơi điện thoại nữa. Con đã chơi lâu như vậy rồi. Mẹ làm món cá mà con thích ăn đây. Ăn cơm nào. Kẹo bông, chú ý vào ăn cơm. Cứ thế này mẹ không cho con chơi điện thoại nữa. Mẹ ơi, con không chơi nữa. Con ăn cơm đây. Mẹ ơi, con ăn xong rồi. Cái này không được. Kỳ lạ, điện thoại của mình đâu? Lẽ nào vẫn ở chỗ kẹo bông sao? Kẹo bông, con đã chơi điện thoại cả ngày rồi. Cứ thế này sẽ hỏng mắt mất. Mau đưa điện thoại cho mẹ. Chơi thêm lát nữa, qua bàn là thắng rồi. Con mau đi ngủ đi. Sau này không cho chơi điện thoại nữa. Con đi ngủ ngay đây. Mẹ đừng cấm con chơi điện thoại. Không được, kẹo bông, ngủ ngon. Mẹ đám mây. Em thật là xinh đẹp. Anh nói thật không? Kẹo bông, con đứng lại. Không đâu, con muốn chơi điện thoại. Đứng lại cho mẹ. Kẹo bông, mau trả điện thoại cho mẹ. Nếu không mẹ tức giận đó. Đưa đây, của mẹ đây. Kẹo bông. Mở cửa. Kẹo bông, con mở cửa ra. Con trả điện thoại cho mẹ, nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa hả? Kẹo bông, con xem ai đến này. Kẹo bông, sao gần đây em không tới rủ bọn anh chơi vậy? Em đang cố qua bàn đây. Kẹo bông, đừng chơi điện thoại nữa. Mẹ ơi, con không chơi điện thoại nữa đâu. Tiểu Minh, đầu to, để cô đi bổ hoa quả cho các cháu. Các cháu chơi trước đi nha. Cảm ơn cô. Kẹo bông, hôm nay chúng ta chơi cái gì vậy? Các anh chơi đi, em còn phải tiếp tục qua bàn nữa. Em sắp sửa thắng rồi. Kẹo bông, sao em còn thích chơi điện thoại hơn cả anh vậy? Bởi vì trò chơi trong điện thoại rất thú vị. Kẹo bông, mau tới đây cùng chơi. Đúng vậy, kẹo bông, chúng ta chơi trốn tìm được không? Đều tại anh, lẽ ra em sắp thắng rồi. Kẹo bông. Đầu to. Sao lại đứng hết lên vậy? Cô ơi, bọn cháu không chơi nữa. Cháu về đây. Sao vội về nhà vậy? Cô muốn các cháu đến đây chơi để thay đổi sự chú ý của kẹo bông, để nó không chơi điện thoại nữa. Không ngờ vẫn thất bại. Cô ơi, cháu có một cách hay, có thể khiến kẹo bông không chơi điện thoại nữa. Kẹo bông ơi. Kẹo bông. Các anh làm sao vậy? Ngày nào anh cũng chơi điện thoại. Lúc mỏi mắt cũng mặc kệ. Kết quả thì lực của anh ngày càng kém. Sau này đều phải đeo cái kính nặng nề này. Kẹo bông, nhìn mặt anh này. Anh cũng chơi điện thoại nhiều quá. Kết quả ngày nào cũng thấy nóng giận. Thường hay cãi cọ với người khác. Tự mình cũng hay vì cáu giận mà mọc mụn. Còn anh nữa, em nhìn nè. Anh cứ cúi đầu xuống xem điện thoại nên bị gù lưng. Vì chơi điện thoại mà xấu đi. Phải làm sao đây? Em không muốn đeo kính, không muốn xấu đi. Em sẽ không chơi điện thoại nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng xem điện thoại nữa. Cẩn thận mọc mụn đó. Được được, mẹ nghe lời con yêu. Mẹ không xem điện thoại nữa. Làm TV không dễ. Ước mơ của cháu là có thể được ở cùng những người bạn tốt nhất của mình. Hằng ngày đều trôi qua thật vui vẻ.
có thể cùng nhau chia sẻ những món ngon, những trò chơi thú vị, mặc quần áo đẹp. Cháu đợi một lát. Bạn nhỏ phía sau, chúng tôi hiện đang phỏng vấn. Cháu có thể qua bên này được không? Buồn cười chết mất. Bố đã xem bài phỏng vấn này 4 lần rồi. Còn cái yêu nhà chúng ta đúng là hiếu động quá. Trời ơi, thật đáng tiếc. Con chẳng có chút gen di truyền nghệ thuật nào của mẹ cả. Một lần lên TV tốt như vậy mà lại bị làm hỏng. Vì sao phỏng vấn quả táo nhỏ mà không để ý gì tới con? Nếu con thực sự muốn lên TV biểu diễn, thường ngày phải luyện tập, chuẩn bị cho tốt. Mẹ có thể giúp con rèn luyện. Thật sao? Được, được ạ. Muốn lên TV biểu diễn, việc đầu tiên mẹ dạy con chính là sở trường của mẹ, ca hát. Nào, trước tiên cùng mẹ luyện thanh. Hát theo mẹ nào. Không sốt ruột, chúng ta thử lại lần nữa. Hít hơi vào, hát cho đúng. Chuyện này, chúng ta không hát nữa. Con nhảy múa một đoạn cho mẹ xem nào. Mẹ thấy con nhảy thế nào? Chuyện này... tốt lắm. Hay là con tập đàn đi. Luyện tập nhiều vào. Mẹ thấy rồi sẽ có ngày con được lên TV thôi. Thật sao? Chắc chắn, chắc chắn. Vậy được rồi, bắt đầu luyện tập chăm chỉ thôi. Ai thấy không biết, nửa đêm rồi còn chơi đàn. Thế này không được. Con gái ngoan, muộn quá rồi, ngày mai chúng ta tập tiếp. Đúng vậy, ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người không tốt đâu. Không, con nhất định phải kiên trì luyện tập, đến khi được lên TV mới thôi. Bố trời xanh, em có một cách. Nó đang đá cầu ở đằng kia, mau tới đó nào. Hy vọng tối nay có thể được ngủ yên. Xin chào bạn nhỏ, chúng tôi ở đài truyền hình. Nghe nói cháu rất thích lên TV. Hôm nay chúng tôi đến đây để quay tiết mục biểu diễn của cháu. Đúng vậy, sau này cháu sẽ không phải luyện đàn vào buổi tối nữa. Thật sao? Vậy mau tới nhà cháu thôi. Ở nhà cháu đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục. Bố mẹ cháu cũng có thể biểu diễn cùng cháu. Không cần, không cần đâu. Cháu biểu diễn luôn ở đây cũng được. Vậy cháu biểu diễn gì đây? Cháu biểu diễn đá cầu đi. Được ạ. Không ngờ con gái chúng ta lại có tài năng này. Nắp ống kính còn chưa bỏ xuống kìa, bị lộ bây giờ. Đúng vậy. Kẹo bông, cháu giỏi quá. Sao cô lại biết tên của cháu? À, chuyện này là bọn cô nghe mẹ cháu nói. Mẹ cháu rất yêu cháu, nên giới thiệu với bọn cô rằng cháu muốn lên TV. Được rồi, giờ nguyện vọng của cháu đã được thực hiện. Đúng thế chú ạ. Tiết mục của cháu bao giờ được phát sóng? À, tối nay nha. Kẹo bông, giờ cháu mong về nhà đi. Tạm biệt cô chú ở đài truyền hình. Tạm biệt. Con gái ngoan ngoãn làm sao? Anh nói xem, chúng ta lừa con như vậy có phải hơi quá đáng không? Chúng ta coi như để con một lần có cảm giác được lên TV. Tối nay cuối cùng cũng được ngủ yên rồi. Kẹo bông, đi ngủ nào. Đã 11 giờ rồi. Không được, chú đài truyền hình đã nói tối nay nhất định sẽ phát sóng tiết mục của con. Con được lên TV rồi. Sau này anh không được nói dối nữa. Đều tại cái miệng của anh. Tối nay lại không được ngủ yên rồi. Thank you.
ảnh ra nhé. Kẹo bông, mẹ đám mây, bố về rồi đây. Mừng anh về nhà, lát nữa là có cơm rồi. Bố trời xanh của con về rồi. Kẹo bông của bố, bố nhớ con quá. Bố còn mang quà về cho con nữa. Hay quá. Nhìn đây, đây là một chiếc máy ảnh. Ảnh chụp xong sẽ được trực tiếp in ra luôn. Cảm ơn bố trời xanh. Wow, đi chụp ảnh nào. Kẹo bông đợi đã. Để bố dạy con cách dùng. Con biết rồi. Cái nút to bên trên là để chụp. À, mình có máy ảnh của riêng mình rồi. Mình phải chụp thật nhiều ảnh. Mẹ đám mây, con đã chụp rất nhiều ảnh đẹp. Để mẹ xem tác phẩm của con nào. Đây ạ. Con yêu, con chụp buồn cười quá. Có gì buồn cười chứ? Rõ ràng là con ngắm rồi mới chụp. Sao ảnh ra lại kỳ quặc thế nhỉ? Kẹo bông, chụp ảnh không chỉ đơn giản là ấn nút chụp, con phải học lấy cảnh nữa. Lấy cảnh là gì ạ? À? Nghĩa là căn cho ảnh của con muốn chụp vừa trong cái khung này. Đã hiểu chưa? Ví dụ như muốn chụp căn nhà, thì con phải căn được cả căn nhà vào trong khung cảnh. Nhưng mà căn nhà to như vậy, khung thì nhỏ, làm sao mà căn vừa chứ? Như thế này. Lùi ra sau. Wow, thực sự vừa cả căn nhà rồi. Mẹ đám mây, con biết chụp ảnh rồi. Vẫn tạm được. Nhờ vậy sẽ không sợ mẹ cười mình nữa. Bố trời xanh ngồi yên. Được rồi. Bố trời xanh, bố xem ảnh con chụp có đẹp không? Không tồi. Kẹo bông rất có thiên phú làm nhiếp ảnh gia đó. Có điều làm sao ạ? Những thứ con chụp đều là vật tĩnh. Vẫn chưa thử chụp những thứ chuyển động ư? Bố trời xanh, những thứ chuyển động làm sao mà chụp được? Rất đơn giản, khi nhìn thấy cảnh mà con thích, mắt phải nhìn chuẩn, tốc độ phải nhanh, nắm lấy cơ hội, tạch tạch, chụp thật nhanh, giống như những cô chú phóng viên trên TV đó. Chụp tạch tạch rất nhanh đó hả? Đúng vậy. Hoa gạo lúc nào cũng cử động, vậy chụp hoa gạo đi. Kẹo bông, chú đang chụp trộn chú hả? Cháu, chào chú mau. Chụp nhanh thật nguy hiểm. Mẹ đám mây, con muốn chụp ảnh mẹ. Ừ, được thôi. Mẹ à, con muốn chụp nhanh. Mẹ tiếp tục hát đi. Ồ, kẹo bông đã biết chụp nhanh rồi hả? Vậy nhất định phải chụp cho mẹ đẹp vào nha. Tốt lắm, tuy cô bức chụp còn nghiêng, nhưng góc độ rất tốt. Đúng vậy, nhìn tấm này hoa gạo đang giấu xương chụp rất đẹp. Mẹ đám mây mấy tấm này cũng không tồi, thần thái tự nhiên. Kẹo bông, chỉ cần con chịu khó quan sát cuộc sống, nhất định có thể trở thành nhiếp ảnh gia nhí. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ bảo, con sẽ chụp thật nhiều ảnh. Thật ra, cho dù chụp đẹp hay là xấu, thì những bức ảnh này đều là những kỷ niệm đáng quý nhất. Đưa cho em, không được xem. Ấy, không được xem. Đưa cho em. Chính là bức ảnh thế này sao?
Kẹo Bông và Mẹ Đám Mây. Hai mẹ con giống như hai chị em, đôi mắt to, cái miệng nhỏ. Kẹo Bông là búp bê hay cười, trái tim thiếu nữ. Ba mẹ trẻ thích cái đẹp, cãi nhau xong rồi lại cùng chơi đùa. Lương thiện xinh đẹp, dịu dàng đảm đang, Mẹ Đám Mây vô cùng khéo tay. Kẹo Bông và Mẹ Đám Mây, hai mẹ con thật đáng yêu, là người thân cũng là bạn tốt, vui vẻ cùng nhau trưởng thành. Kẹo Bông và Mẹ Đám Mây học hỏi lẫn nhau, bầu bạn với nhau, ngày nào cũng có gương mặt tươi cười hạnh phúc. Hai mẹ con thật đáng yêu, chính là mỗi người chúng ta. Kẹo Bông và Mẹ Đám Mây.